xem các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món rất là đẹp, món jellyfish. Thì nguyên liệu để làm jellyfish cũng có blue cacao, artichoke và sambuca, và không thể thiếu là pale. Thì chúng ta sẽ sử dụng đầu tiên là 10ml blue cacao. Đây cũng là phương pháp layering.